Chào tất cả anh em. Anh em lâu lắm rồi không làm video cho anh em xem nhỉ. Hôm nay mình lại có thời gian ngồi làm video cho anh em xem. Thế thì anh em cảm thấy kênh của mình hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ tới cả mọi người cùng xem nhé. Hôm nay thì mình làm video sống của mình ở Nhật ấy. Thì đây, hôm nay cuối tuần này vào rơi vào thứ bảy ấy, mình vừa tuần rồi mình làm đêm về ấy. Và vừa mới đi ra ngoài một chút và đi siêu thị nấu ăn đây cho anh em xem một tuần của mình nhé. Thì tủ lạnh rất là nhiều đồ ăn, các bạn thấy không? Mình chất kín tủ lạnh luôn này. Mình mua được một khay mực này, thịt lợn này, rồi là thịt gà các thứ này, mua được cả rau xanh này. Đấy, siêu thị. Còn đây là mình tủ mình ấy nhá, cho anh em xem này. Mua rất nhiều đồ ăn, có nấm này, có cả hoa quả này, có cả đỗ này. Thế còn đây là rau bắp này, cà tím này, dưa chuột này, nấm này, cà chua này. Thế còn đây là trứng này các bạn này. Em trứng nữa. Thế còn mình mua thêm cả sữa nữa, sữa không đường để uống. Buổi sáng mình cho quay nó với sóng mình cho nó uống này, rau, rau cải các thứ đây. Cả rau này anh em này. Mình mua cả rau cải. Đấy. Đấy một tuần mình ăn của mình đây. Đấy, thì tủ mình nó cũng bé thôi, còn bây giờ hôm nay mình đang làm món tiếp theo là món gà luộc các bạn ạ. Ở siêu thị mua được mấy miếng thịt gà rất là ngon. Mình đang luộc gà. Tí nữa sẽ gà chín nên là anh em ngồi xé ăn thôi, thích lắm bạn. Tuyệt vời. Còn ngày mai chủ nhật rồi thì mình không ấy nữa. Là mình đi chợ mua ăn cho cả tuần, giờ đến hết tuần tới. Tổng thiệt hại của mình hết 4 sen các bạn nhé. Không biết anh em ở các vùng khác ăn thấy 4 sen như thế nào, mình thấy bình thường các bạn ạ. Đối với mình mức trung bình của mình thế, một tháng mình ăn khoảng tầm 2 man. Tiền nhà, tiền nước các thứ thì ngồi ở tiện đây chia sẻ luôn cho anh em. Anh em xem chia sẻ cuộc sống một tháng của mình chi phí hết bao nhiêu nhá. Thì mình chia sẻ cho anh em là một tháng của mình đấy thì tổng các thứ mình chi phí là hết khoảng tầm 6 man anh em nhé. 6 man một tháng thì bao gồm có tiền nhà là khoảng tầm 3 man này, tiền ăn là khoảng tầm 2 man đến 2 man rưỡi này. Thế còn 5 sen là tiền mình đi chơi, mình mua, mình thích ăn đồ gì thêm mình mua thêm. Mỗi tháng mình cứ dự trù 5 sen là như thế. Thế còn các cái tiền khác thì mình không tính, thỉnh thoảng mình có phát sinh thêm 1-2 man, ví dụ như là mình đang mua máy quay GoPro này thì cũng là một trong những cái như thế. Thì mình mua thì tiết kiệm mỗi tháng, giả sử mình gửi về nhà khoảng tầm 10 man chẳng hạn, thì mình được mình giữ khoảng 12 man, ví dụ thế. Thì mình để lại 2 man để mình mua máy quay, tức là mình mua. Thế còn là 10 man mình gửi về Việt Nam. Thế mình nói với con số ví dụ ấy thôi, còn thực tế thì mức lương thật thì có thể cao hơn như thế. Nhưng mà mình cũng không, cái đấy mình cho mình phép, mình được giữ bí mật thì chia sẻ thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình này. Anh em vì cái video này của mình làm thì có anh em ở công ty xem ấy, ví dụ như là bạn nào bạn ấy lại không yêu thích mình chẳng hạn, bạn ấy lại nói chuyện với cả người Nhật công ty, thì người trong công ty bảo lương thằng này nó như thế này thế kia ấy, thì cũng rất là phiền, nên là mình không muốn chia sẻ cho anh em, chia sẻ kỹ về cái vấn đề như thế. Nhưng thực sự là mình cũng vừa là bảo vệ cho mình và bảo vệ cho cả những anh em khác nữa các bạn ạ. Nhiều khi nói về vấn đề lương nó cũng rất là khó. Nếu lương bình thường các thứ thì không sao, nhưng lương cao người ta bảo thằng này là lương cao thế, mà lương thấp thì cũng thế này thế kia, nó cũng không hay lắm. Như là anh em chỉ biết tương đối thế thôi. Còn lương thực ra đi kỹ sư này thì anh em biết rồi, trên mạng dạng rất nhiều thông tin, nên anh em biết thì anh em muốn tìm hiểu lên trên mạng rất nhiều. Cuộc sống của mình chỉ thế thôi. Xa nhà thì giờ cũng nhiều khi một mình nấu ăn thì cũng buồn lắm anh em ạ. Buồn lắm, nhưng mà cũng không có cách nào khác được anh ạ. Nhiều khi cũng phải tự nấu ăn thôi, chứ còn không nấu thì cũng chả có gì, chả ai nấu cho ăn cả anh ạ. Nhiều khi nó cứ nói đùa và muốn thuê người nấu ăn cho ấy, nhưng mà khó lắm anh ạ. Thế thôi mình cũng phải tự nấu ăn thôi. Anh em con trai năm nay cũng 30 tuổi đầu rồi, nhưng mà cũng vẫn phải tự nấu ăn bình thường. Như là hồi sinh viên này, nó làm cho mình nhớ lại hồi sinh viên các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là như bây giờ thì đúng là nó lại cao cấp hơn so với hồi sinh viên. Sinh viên ấy thật, nhưng các bạn là sinh viên là không có tiền, mỗi tháng về lấy tiền bố mẹ cứ lấy hơn triệu rưỡi một tháng, là nói chung là cũng nhiều khi cũng suy nghĩ lắm, nên là cũng không dám lấy nhiều của bố mẹ đâu. Như mình thế, lúc mình làm, mình đi sinh viên ấy, đến lúc mà mình chuẩn bị ra trường ấy, là hồi đấy mình đã không phải xin tiền bố mẹ. Đi làm mình có lương hơn 1 triệu một tháng, nên là mình cũng đủ chi tiêu các thứ, mình xin ít đi các anh em. Bây giờ thì đi làm bên Nhật này thì
thực sự là mình cảm nhận nó giống như đi bộ đội, thật sự giống hệt như đi bộ đội luôn các bạn. Đi bạn các bạn đi 3 năm rồi về, nhưng mà nó hơn đứt cái bộ đội cái là bạn bỏ sức ra nhưng bạn lại có tiền mang về. Cái đấy là cái tuyệt vời nhất ý các bạn. Mình thế thôi. Tiền mang về rất nhiều. Bạn nào mà tiết kiệm, có những bạn thực tập sinh mang về được, mình các bạn không lấy đâu, nhưng mà mình đảm bảo các bạn phải cầm được 800 đến 1 tỷ ấy các bạn, không ít đâu. Nhiều lắm. Còn những cái bạn lương ở những công ty khác thấp thì mình không nói, mỗi tháng mình giữ được khoảng 20 triệu thì mình cứ nói, nếu như các bạn 20 triệu thì 1 năm các bạn cũng được 240 triệu. 240 triệu 1 năm, 12 tháng đầy đủ. Thế còn nếu mà tiết kiệm hơn nữa nhưng lương cao hơn, các bạn như công ty mình toàn 17-18 man một tháng ấy, thì các bạn ấy phải được hơn 1 năm bắt được 300 triệu, 3 năm phải được 900 triệu. Cộng với tiền lên kin các bạn trừ chi phí đi, các bạn trừ chi phí đi mất khoảng tầm 7-8 nghìn đô là các bạn cầm về tay khoảng được gần 800 triệu 3 năm đi nước ngoài. Đấy, em ngồi chia sẻ các bạn chút cuộc sống mình nhé. Mình đang vẫn vừa nấu ăn vừa nói chuyện với các bạn. Thực sự ấy thì làm cái YouTube này mình cũng thấy là nó cũng cần cái duyên các bạn. Nói chung là nhiều khi có những câu chuyện mình chia sẻ, mình cũng tâm huyết đầu tư vào đấy, mình chỉnh sửa video nhiều lắm nhưng mà có khi lại không có ai xem đâu. Nhưng mà thôi thì mình chả biết thế nào để cho vừa lòng mọi người hay là mọi người quan tâm cái gì, vì bây giờ có hàng triệu người dùng YouTube này, mình không biết đáp ứng thế nào. Thôi mình cứ chia sẻ cuộc sống thật của mình đấy. Anh em nào vào xem mà thấy hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình thì mình có động lực mình ra. Nhiều khi có anh em vào đăng ký kênh hỏi mình cũng rất nhiệt tình, mình trả lời các bạn rồi. Có những chia sẻ mình đi bên này, mình đi đổ bằng ô tô ấy, bằng đá ô tô ấy, cũng có anh em mà hỏi, anh em chưa biết thì anh em vào xem video mình, anh em hỏi thì mình trả lời nhiệt tình. Đấy, nên là mình rất muốn dành thời gian để chia sẻ cho tất cả các bạn. Mình vì mình theo mình nghĩ là mình cho đi mình sẽ nhận lại được mà. Thế cho nên mình cứ phải cho trước các bạn. Làm YouTube là thế, mình cứ cho đi. Anh em thì cũng quan tâm thì anh em cứ vào xem. Cuộc sống của mình nhiều khi nó cũng thế thôi. Mình thì mình cũng không giỏi về cả chuyện văn hay làm video, thì không có thời gian các bạn. Trong tuần đi làm, nhiều hôm đi làm đêm về mệt ấy, ngủ dậy xong lại còn phải học tiếng Nhật các thứ nữa. Dành thời gian mỗi ngày học 1-2 tiếng tiếng Nhật nữa để còn thi rồi ôn trả bài cho thầy giáo ở lớp. Cũng nhiều khi cũng bận lắm. Cuối tuần này rảnh này thì mình có thời gian làm video và up lên cho các bạn xem. Đấy, nhiều khi up lên chả có ai xem đâu các bạn ạ. Nhiều khi xem buồn, nghĩ bảo mình cũng đầu tư công sức vào những người ta cũng không quan tâm, nhưng cũng có lúc lãng lắm. Nếu cứ thôi mình cứ làm, mình chia sẻ đây cái gì đến đâu hay đến đấy các bạn nhé. Anh em mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình có động lực mình làm, chia sẻ cho anh em. Anh em muốn gì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ lại làm video chia sẻ, tìm đề tài cố gắng mình thực hiện cho anh em. Đấy, chia sẻ cho anh em. Nếu còn nhà mình ở đây nói chuyện lại nói lan man thôi, để hôm khác mình nói một câu chuyện về nhà mình ở nhà bên Nhật thì như thế nào, có gì hay ấy. Vì thực ra cái nhà mình ở mình cảm thấy rất là hay các bạn anh em, thật sự ấy, nó tiện cực kỳ luôn anh em, tiện lắm. Trang bị ở sống là thích lắm, chứ ngày xưa đúng lúc mình ở Việt Nam mình cũng thuê cái nhà trọ ấy, mình cảm thấy cũng nhiều lúc mình nằm mình vắt tay lên trán, mình nghĩ sau cuộc đời mình bây giờ người ta 30 tuổi người ta có nhà có cửa vợ con ở cùng với nhau, mình vẫn là đi thuê trọ, nghĩ nó chán lắm. Nên thực ra làm đấy lúc đấy là lúc cũng lâu lâu rồi, xong về sau cuối cùng mình về nhà các bạn ạ. Rồi xong mình về mua ô tô hãng đi tối về ấy, đi về nhà cách nhà hơn 30 cây, mình cố gắng mình đi được mấy tháng thế. Mà mình nghĩ làm ở Việt Nam thì cũng lâu ấy, thực sự lương cũng cao rồi nhưng mà nó không phải là bứt phá hẳn lên được ấy. Bây giờ người ta làm thu nhập cứ 40-50 triệu một tháng ấy, mình làm bằng nửa họ ấy. Nhiều người nghĩ thế cũng là thỏa mãn ok rồi ấy. Nhưng mà bây giờ bạn có thể hình dung là bạn mua cái chung cư khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 2 nhưng mà mình đã nghĩ mình ấy rồi, nghĩ mình cảm thấy vất vả hay. Thế nhưng bây giờ thực sự đi Nhật rồi mình nghĩ thấy bình thường lắm, hoàn toàn mình có thể làm được. Mục tiêu mình có nhiều mục tiêu động lực phấn đấu hơn đấy anh em. Chứ ở Việt Nam mà bảo mua cái nhà 1 tỷ, 1 tỷ 2 nói thật nhiều khi nếu không có cơ sở trước thì khó lắm, chả có ai đấy. Mình đây bố mẹ là cũng xuất phát nông dân, nuôi hai anh em ăn học thôi, nhà mình chỉ có hai anh em thôi, mình lại con lớn. Bao nhiêu năm nay thực sự cũng muốn thực hiện một cái mơ ước rất là lớn là xây cho bố mẹ cái nhà, nhưng mình nghĩ là nếu ở Việt Nam chắc mình chả khả năng mình xây được.
đi nước ngoài, cố gắng một khả năng là mình giữ giữ cái dự định của mình là sẽ sang năm mình xây ấy, năm nay 2020 khoảng 2021 mình sẽ xây cho bố mẹ cái nhà đấy, mục tiêu rất lớn, rất mong muốn báo hiếu bố mẹ vì thế bố mẹ còn trẻ. Mình muốn xây cái nhà thế để thứ nhất là cho bố mẹ được ở một cái ngôi nhà nó đẹp đẽ, được trong cuộc đời được biết được ở ngôi nhà cho nó rộng rãi thoải mái. Thứ hai là mình cũng nghĩ là bây giờ anh em mình đi học đàng hoàng cũng thành đạt rồi thì bây giờ nhiều khi cuối tuần muốn về sinh hoạt cùng với bố mẹ ấy. Bây giờ ví dụ nhà cửa các thứ mà nó đầy đủ thứ anh em về nhà sinh hoạt nó tiện nghi cũng cảm thấy nó cũng sướng các bạn, mình cảm thấy rất là thích. Rồi có thể là xe cộ thứ anh em về mình phải có chỗ bãi để xe ô tô, nhà mình thì các anh có nhiều nhiều anh có xe hết rồi. Đấy. Em mình nó cũng có ô tô rồi, chỉ có mỗi mình đi nước ngoài mình bán xe đi thôi, chứ còn trước mình ở Việt Nam mình có xe rồi, mình về thì chắc mình lại mua thôi. Thì bây giờ bảo là các anh về chơi mỗi lần cuối tuần rủ anh về ăn uống, nhà chặt không có chỗ để xe không được, thì bây giờ phải đập đi làm lại xây, nên dự kiến của mình là như thế, mong rất là mong muốn. Nên chia sẻ này không phải là để khoe khoang đâu anh em ạ, thực ra bây giờ mình cũng chưa có gì đâu, nhưng mà đây mình muốn nói, muốn chia sẻ cho anh em để biết được là đây mình cái sự cố gắng của mình ấy, mình đang phấn đấu như thế nào, thì cũng muốn là truyền lửa lên cho anh em, những anh em nào mà đang lung lay về lung lay về tư tưởng, lung lay về ý chí, thì anh em xem video của mình anh em có thêm động lực để cùng phấn đấu với mình, cùng giống như mình, cùng quyết tâm lên thì anh em sẽ mạnh mẽ hơn, đúng không? Nhiều khi đi Nhật thì cũng nản lắm, nhưng mà xem được như video này không phải là như thế là mình sướng đâu bạn, mình cũng vất vả lắm. Cuộc sống mình lúc ngày xưa ấy, sinh viên mới ra trường ấy, mới ra trường nhé, lương của mình có 1,2 triệu thì các bạn ạ, hồi 2010 ấy, lương 1,2 triệu, thế mà sau đến bây giờ là 10 năm rồi của mình thì nó lên được khoảng 1 tháng. Mình thì mục tiêu của mình cũng nhiều khi cũng tham vọng lắm, mong muốn hy vọng có, mình hy vọng về sau có thể 1 tháng mình sẽ thu nhập được khoảng tầm, nếu mà nói ra thì các bạn bảo mình thằng này hơi ảo tưởng, rất là mong muốn như thế. Mình nói chung là để làm được đấy thì chắc chắn là bạn phải có thời gian chuẩn bị, chứ không phải một phát nói mồm là được đâu. Mình chuẩn bị nhiều, của mình thì nói thật là 1 tháng cũng có lúc mình đã thu nhập được đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ nhiều cho anh em ấy, anh em mà thấy video hay thì cứ đăng ký kênh chia sẻ cho mình nhé, đăng ký kênh cho mình nhé, mình có động lực mình làm video. Chào tất cả anh em nhé. Thôi mình xin phép dừng video ở đây, nó cũng dài, nói chuyện cũng nhiều, xin phép dừng video đấy nhé. Chào tất cả anh em nhé, bye bye.